phá. Nó ngắm con bọ này, nó khám phá con bọ ấy. Vừa lại có một con bọ nó bay từ trên trời mà nó rơi xuống sân. Nó đang bị nằm ngửa ở đây và nó không thể nào mà tỉnh, gọi là bò dậy được. Mà Bin đang ngồi ngắm con bọ này. Em mèo Silver màu trắng, hôm nay mình cho bé ăn một suất pate. Cái hộp này nó là hộp pate gà. Mèo Bin nó rất thích ăn pate gà và ăn súp thưởng. Hạt thì cũng thích nhưng mà nó sẽ tùy loại hạt nhé. Có một số loại hạt mình cho bé không thích ăn lắm. Mình đang có một kế hoạch đó là chăm cho bé Mèo Bin béo hơn. Ngày xưa bé Mèo Bin rất là béo và dạo này bạn ấy lười ăn, bạn bị gầy đi. Hy vọng các bạn sẽ thích những video trên kênh Kitten Mèo VN của mình. Các bạn thích video của mình thì hãy nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kitten Mèo VN nhé.